chia sẻ với các bác như thế này. Có vài người trả em 8-90 triệu rồi nhá. Đấy, nhưng mà em chưa bán. Tại vì em cũng nhập vào cái mức giá đó rồi. Mẫu xe Toyota Corolla Altis cơ mà. Đây, các bác nhìn xem. Mà nó là form mới rồi, chứ không phải là form cũ nữa. Đấy các bác nhìn. Sơn xi thì bóng đẹp, đèn đóm sáng, thân vỏ đẹp, lốp nắp dày. Các bác nhìn xem. Lốp nắp dày, la răng đúc, có vành đĩa, có sinh nhan bao rẽ. Các bác nhá. Đấy. Đấy. Thân vỏ của xe thì không mục mọt và không tai nạn. Máy số cực chất luôn. Các bác mua xe này về cứ thế đi thôi, không cần phải làm gì. Xăng nhiên liệu của xe loanh quanh tầm khoảng 4 lít đến 5 lít trên 100 km thôi nhá. Có gương kính điều chỉnh điện này. Đấy, vô lăng 3 chấu, điều hòa nóng lạnh vẫn còn đầy đủ. Màn hình giải trí camera lùi. Đấy, ghế của xe thì được bốt một bộ áo ghế rất là đẹp này, rất là sang này. Rất đẹp, rất là sang luôn. Côn số lái nhẹ nhàng ngọt ngào tình cảm các bác nhá. Đấy, xe 5 chỗ không niên hạn sử dụng. Nội thất da và lót thảm rồi. Đấy, trần của xe cũng là trần da rồi các bác nhá. Các bác đang có tầm tài chính đấy thì đây là một chiếc xe quá là đáng mua luôn các bạn. Cái dòng này thì các bác biết rồi, nó là một cái dòng xe phân khúc hạng D, quên hạng C các bác nhá. Lúc mới tương đối là nhiều tiền. Sau mỗi Camry thôi, Altis của mà đúng không ạ? Sau mỗi Camry thôi các bác nhá. Đấy. Rất là lành bền và tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm mọi cái chi phí mà sau các bác mình sử dụng luôn. Đấy mà giá các bác thấy không ạ? Quá rẻ luôn rồi, đúng không ạ? Xe bây giờ quá rẻ luôn, chưa bao giờ Altis mà lại rẻ như vậy các bác nhá. Đây, đây là phần mép cửa này. Đấy. Bốn cánh cửa của xe thì nó cũng cứ đẹp đều như này này. Đấy, các bác nhìn xem. Em quay kỹ nhá. Đấy. Bậc bệ bước lên bước xuống này cũng đã được dán đề can rồi. Đấy, vách cửa cũng rất đẹp. Cột kèo của xe là không mất các bác nhá. Cột kèo vẫn còn zin. Đấy, cửa gió đây. Đấy. Gương chỉnh điện đây. Đấy, công tắc đèn gầm các bác nhá. Táp lô đây. Đấy. Bằng chất liệu da các bác nhá. Cần phanh, cần ga và cần côn kia. Làm đó các bác nhá. Đấy, lốp đây các bác này. Các bác mua chiếc xe lại luôn một dàn lốp trị giá tầm khoảng quanh quanh chục triệu rồi. Vâng, các bác xem đi. Các bác nhận thấy chiếc xe này đúng chân, phù hợp, các bác nhanh tay gọi điện cho bên em nhé. Ba số điện thoại em cung cấp thường xuyên đấy. Các bác đôi khi thì nếu mà nhắn tin hay là comment bình luận đấy mà em chưa kịp trả lời thì các bác mình alo để cho nhanh gọn hơn nhé. Đây, đây là phần hình thức của chiếc xe. Đấy, quay sao đầy đủ và sắc nét nhất để các bác xem. Ánh sáng đảm bảo, đúng không ạ? 5 chỗ ngồi, có thể là ngồi được nhiều hơn. Đấy, phía sau đây được đồ thoải mái này. Cửa đóng thoải mái chắc tính này. Form dáng dòng xe này thì các bác nhìn xem. Thiết kế nhìn cũng tương đối là đẹp mắt. Đây, đúng không ạ? Đấy, nhìn không bị xấu nhá. Và đèn đóm của xe thì vẫn còn đẹp này. Cốp sau to rộng, đựng đồ được nhiều. Đấy, đèn đóm đẹp. Đèn trước, đèn sau rất đẹp luôn. Sơn bóng mượt. Lốp dày. Đấy, cả bộ luôn. Các bác nhìn thấy không? Đúng không? Các bác đang ngồi xem clip này của em mà các bác đang rảnh tay, nhấn cho em xin một vài lần like như này và những cái lần chia sẻ nữa nhé. Em cảm ơn rất nhiều. Dòng cửa ok này. Đấy, muốn tắt đi cái cửa nhưng cái đồ nhựa đồ da của xe cũng ok này. Đấy, vẫn ok này, các bác nhìn xem này. Được chưa? Rất là hợp lý cho các bác mua về sử dụng và kể cả chạy dịch vụ hay là mình chạy cá nhân, chạy gia đình. Những mẫu này mà chạy sử dụng thay một chiếc xe máy quá là ok, đúng không ạ? Đấy, tiền chỉ ngang với lại xe máy thôi, còn ít hơn cả SH luôn, rẻ hơn cả SH luôn. Mà các bác mình hoàn toàn đã có thể là mua được chiếc xe ô tô dụng tránh mưa, tránh nắng, tránh rét, tránh tai nạn, an toàn, bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình rồi, đúng không ạ? Đi đây đi đó, đi được nhiều người, đi du lịch, đi vượt tiếp, quá ok, đúng không ạ? Các bác nhìn xe này. Bên em còn một số dòng xe khác với tầm giá này nhá. Xe rất sạch sẽ, gọn gàng. Đấy, xe không, các bác nhìn xe này. Nếu mà xe mà chạy nhiều đấy ạ, những đồ nhựa này nó sẽ bị mòn, nó sẽ bị kém những cái vị trí này này. Đấy, người ta cầm nắm, người ta sờ tay vào nhiều. Đây nữa này. Đấy, nhưng con này của em, các bác nhìn xem. Nó sạch sẽ, đẹp đẽ như vậy luôn. Đấy. Chìa khóa khiển cũng đầy đủ nhá. Táp lô đẹp chưa? Đấy, đẹp chưa?
Các bác nếu muốn xem thêm video mới nhất của bên em, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok để khi mà em đăng con xe nào lên, các bác sẽ nhận được ngay, nhận được luôn mà không bỏ lỡ một video nào khác các bác nhá. Bên em hiện tại thì đang có là gần 200 xe các loại cơ. Các bác mình cứ nhấn đăng ký kênh nhá để mình cùng đồng hành. Và một hình quả chuông nữa bên cạnh, các bác nhấn vào thì mỗi khi em đăng con xe lên, các bác sẽ được thông báo. Đây là xin nhan báo rẽ trên gương của chiếc xe. Đăng kiểm của xe tháng 10 năm 2023. Đấy, kính của xe thì dán toàn bộ rồi và bốn kính điện luôn các bác nhá. Đấy, máy 1.3 đời 2003 và đây là thông tin của chiếc xe. Đấy các bác nhá, thông tin của xe. Máy lốp của xe nữa đây. Đấy, quay cả gầm luôn các bác nhá. Đây các bác nhìn gầm này, gầm của nó này. Đây gầm của nó không mật đâu. Tôi nhìn xem. Không có đề gì các bác nhá. Tiếp quay cả máy nữa. Xe đang chạy rất là ngon luôn. Mà dòng này thì máy nó rất là lành rồi. Các bác sử dụng lâu dài, kể cả các bác mình đi xa đi gần, và em bao cho các bác mình chạy Nam Bắc luôn, chạy thoải mái các bác nhá. Không lo về vấn đề là hỏng hóc, nó quá bền luôn rồi. Phụ tùng thay thế thì rẻ sẵn nhiều đúng không ạ? Rất sẵn là rất là nhiều. Mời các bác xem khoang máy động cơ của xe nhá. Máy móc của xe này rất là đẹp luôn. Cho các bác xem khoang máy động cơ của xe này. Máy phun xăng điện tử nhá, chứ không phải là máy điện cơ đâu. Đây, khoang máy đây. Máy nổ êm, máy ngon, máy chất. Nhưng mà bên em đã kiểm tra máy số tình trạng chất lượng xe rồi. Cứ thế mang về là dùng thôi, đi luôn thôi các bác nhá. Gầm bệ chắc, mọi chức năng đang hoạt động bình thường. Giấy tờ pháp lý chuẩn chỉ, sang tên lúc nào cũng được, bên em đều hỗ trợ hết. Các bác có thể là mua làm công chứng hoặc là mua sang tên luôn cũng được. Và đây là số điện thoại của bên em và địa chỉ của bên em luôn nhá. Đấy. Và bên em có mua này, có bán này, có đổi các xe, tất cả các dòng các bác nhá. Số điện thoại đấy và một số nữa là 09 là một số nữa là 0335838389 nhá. Đấy, cái lối Zalo nữa để mình đi thêm tin. Và bên em địa chỉ thì đối diện với lại 225 Trường Chinh các bác nhá. Rồi, video này em đã quay xong. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác vào những chương trình video tiếp theo lần sau nhé.